Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 1, Tiêu Chiến xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ trao giải phim truyền hình thường niên của CCTV. Tiêu Chiến vô cùng duyên dáng và sang trọng trong bộ sưu tập Alexander McQueen xuân 2024. Ngoài giao diện xoái ca, Tiêu Chiến còn khiến con dân được mãn nhãn với cơ ngực lấp ló sau chiếc áo vest hở hững. Mặc dù có lịch trình thực sự bận rộn, nhưng có thể thấy anh đã duy trì việc tập gym mỗi ngày. Người dẫn chương trình đã hỏi rằng làm thế nào anh ấy nắm bắt được tính cách của Tiêu Xuân Sinh vì anh ấy đến từ thập niên 70, nhưng Tiêu Chiến là từ thập niên 90. Tiêu Chiến nói rằng anh ấy quan sát người Bắc Kinh, thấy cách họ nói chuyện, anh cũng xem nhiều bộ phim truyền hình Bắc Kinh, đồng thời anh còn nói chuyện với đạo diễn và thảo luận về nhân vật. Tiêu Chiến đã thực sự tìm hiểu một cách nghiêm túc và chăm chỉ về nhân vật mà anh ấy sẽ hóa thân. Mỗi lần tôi mở khóa một nhân vật khác, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Điều không thay đổi là đặt mình vào vị trí của người mới bắt đầu và chăm chỉ học hỏi. Tiêu Chiến đã luôn suy ngẫm về bản thân và cố gắng làm tốt hơn mỗi khi anh ấy đảm nhận một vai diễn khác. Anh ấy đã luôn đặt bản thân vào một trạng thái mới để học hỏi. Đây chính là tố chất thực sự của các diễn viên chuyên nghiệp. Tiêu Chiến đã có sự phát triển xuất sắc trong vai trò diễn viên. Trong năm vừa qua, các vai diễn của anh ấy đã nhận được sự tán thưởng cao của công chúng. Tác phẩm Vùng Biển Trong Mơ liên tục được phát hành lại trên truyền hình quốc gia. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh với công chúng, đặc biệt là khán giả Bắc Kinh. Ngoài ra, vai diễn Thịnh Dương của Tiêu Chiến trong phim truyền hình Mặt Trời Rực Rỡ Bên Em cũng được đón nhận nồng nhiệt. Chúc mừng sự thành công của Tiêu Chiến trong lĩnh vực phim truyền hình trong năm 2023. Bạn thấy trang phục thảm đỏ của anh ấy hôm nay như thế nào? Tiêu Chiến đã chọn bộ đồ mạ vàng bắt mắt này từ bộ trang phục nam Alexander McQueen mùa xuân 2024 kết hợp với trang sức Boucheron. Anh ấy đã mang tới một vẻ ngoài sành điệu và đẹp trai.